Đàn ông xưa năm thê bảy thiếp có lẽ là chuyện thường. Ấy thế cơ mà, ngày nay nếu mà có cái chuyện này thì đúng là cao thủ tình trường, vái cả nó luôn mọi người ạ. Mà những cái trường hợp cao thủ như thế này thì hoàn toàn có cách cục trong lá số tử vi đấy các bạn nhé. Chuyện là hôm trước ạ, mình có nghe được một cái câu chuyện như thế này. Thôi thì mình cứ tạm gọi anh đấy là anh A đi. Và anh A sống cùng vợ con trong một tòa chung cư rất là cao cấp ở Hà Nội. Nhà anh A thì mua một cái căn ở tầng 9. Anh này thì về cái nghề nghiệp này cũng như là chuyên môn của anh ấy thì anh rất là giỏi trong cơ quan và vô cùng là khéo miệng luôn. Nên là anh A này mau chóng thăng tiến trong công việc. Cái là vợ chồng anh A ấy thì cũng rất là chăm chỉ chịu khó. Nên chả mấy mà anh ấy bắt đầu thấy cái căn chung cư ở tầng 9 hơi nhỏ so với gia đình. Nên anh ấy quyết định mua một căn khác ở tầng 5 để anh ấy sinh sống cùng vợ con. Và anh ấy sẽ cho thuê căn hộ tầng 9 này. Được một thời gian thì anh ấy lại vào cầu. Nên là anh ấy lại tiếp tục mua thêm một cái căn nữa tầng 26 để cho thuê. Tức là bây giờ trong cái tòa chung cư ấy, anh ấy có đến 3 cái nhà. Đúng là ai nhìn vào cũng rất là ngưỡng mộ gia đình anh này này. Con thì có cả nếp cả tẻ này. Anh ấy là một cái người đàn ông rất là hạnh phúc. Người chồng mẫu mực, chiều vợ chăm con. Ra đường thì lúc nào cũng tươi cười với hàng xóm. Tiền thì đầy túi ăn tiêu dùng dình. Thì bỗng cách đây mấy hôm ấy, chung cư đó mới xôn xao một cái vụ đánh ghen rất là kinh khủng. Chuyện là một cái cô tận tầng 9 mà lại lên tít tầng 26 chửi bới om sòm. Và tố rằng là cái cô tầng 26 này tòm tem với chồng sắp cưới của mình. Đến đây thì chắc các bạn đoán ra rồi đúng không nào? Hóa ra cái người đàn ông đạo mạo chúng ta vừa kể trên ấy là nuôi đến 3 cô vợ trong cùng một tòa nhà cơ mọi người ơi. 3 cô vợ cùng với 5 đứa con nhá. Và cái vụ ồn ào vừa rồi ấy là do cái cô vợ ở tầng 9 phát hiện ra cô vợ ở tầng 26. Rồi thì cuối cùng chuyện gì cũng xảy ra thôi. Cái vụ ồn ào này kiểu gì chẳng đến tai cô vợ cả. Và kết quả thì chắc là các bạn đều biết rồi đúng không nào? Sau câu chuyện này mình nghĩ là ôi đàn ông là những niềm đau. Mình đang liên lạc để xin lá số của cao thủ tình trường ở đây. Nhưng mà mình đoán không chừng ấy, cung phu thê của anh này dễ có sao thiên phủ này, đồng cung với cả tả phù hữu bật, tức là chỉ về số nhiều nhá. Cung nô của anh này thì khả năng cao có bóng dáng của đào hồng xương khúc. Vì là anh này anh cũng rất là trăng hoa mà. Vậy thì chúng ta cùng chờ xem lá số của cao thủ này có như những cái gì mà chúng ta dự đoán hay không các bạn nhá.